điều, bà con ơi, hạt điều. Có người ta không gọi hạt điều bà con ạ, mà người ta gọi hột điều. À, là loại đào lộn hột cũng được, nó nhiều tên lắm, tùy gọi theo vùng miền thôi. Nhưng mà hột điều là hạt điều, nó cũng là một thôi nha bà con. Nó rất là tốt, nó rất là tốt nha bà con. Hạt đào nó cũng vậy nha bà con, nó rất là tốt, nó rất là tốt. Nhưng mà không phải tốt là ai ăn cũng được bà con nha. Nếu những người này mà ăn thì nó sẽ gây ra ngộ độc nguy hiểm. Không ăn hạt điều sống, người có dị ứng, ngộ độc, đang uống thuốc chữa bệnh, mất cân bằng dinh dưỡng, bị tim mạch tăng cân, nó gây ra ngộ độc, vui lòng đừng ăn hạt điều hay là hột điều. Nó như vậy nha bà con. Đó là những người không nên ăn. Ăn vào thì nó gây ra ngộ độc, tăng cân, tim mạch, mất cân bằng về dinh dưỡng, đang uống thuốc trị bệnh, dị ứng, người bị ngộ độc. Không ăn hạt điều sống sống chứ mà sống sống. Đó bà con. Ngoài ra hạt điều nó tốt vô cùng cho sức khỏe, nó giàu dinh dưỡng cho cơ thể, vitamin, khoáng chất, chống các loại oxy, tốt, tốt cho tim mạch, tốt cho tiểu đường, tốt cho cơ bắp, tốt cho hệ thần kinh, thiếu máu, sỏi thận, giảm cân, xương được tốt là nó như vậy đó nha bà con. Đó, nó tốt là giàu dinh dưỡng cơ thể, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, nó tốt cho tim mạch, tốt cho tiểu đường, tốt cho cơ bắp, tốt cho hệ thần kinh, thiếu máu, sỏi mật, giảm cân, tốt cho xương. Nhưng mà không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được đâu bà con. Tốt ta chỉ nên ăn không quá 100 gram mỗi ngày, là tương đương 10 hạt. Ăn trong ngày ăn 5 hạt. Nhớ bà con, trẻ em mỗi lần ăn 6 hạt một tuần, mà một tuần ăn 2 lần. Bà con cố gắng nhớ vui vẻ mạnh khỏe cho mình. Và kênh chúng tôi bao giờ cũng nói về đời sống và sức khỏe, bệnh gì nên ăn gì uống gì, và bệnh gì không nên ăn gì uống gì. Nha bà con. Bà con thấy thì vui lòng chia sẻ để mọi người vui vẻ mạnh khỏe cùng nhau. Thấy chia sẻ giùm chúng tôi để vui trẻ khỏe đẹp cùng nhau. Và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nha bà con. Đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi, và đồng thời chia sẻ để ủng hộ chúng tôi. Chân thành cảm ơn bà con. Bà con.